Muốn chọn dàn âm thanh nghe nhạc hay, trước tiên bạn phải nắm được dàn nghe nhạc gồm những thiết bị gì, lựa chọn các thiết bị như thế nào để phù hợp và mang lại cho dàn âm thanh hay nhất là bài toán rất là khó. Tuy nhiên, với những chia sẻ trong video này, Đức Anh chắc chắn rằng bạn sẽ có câu trả lời chính xác nhất. Hãy cùng tôi theo dõi tiếp nhé. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Các bạn có thể like và nhấn đăng ký tham gia để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Một bộ dàn âm thanh nghe nhạc hoàn chỉnh bao gồm một đôi loa, âm ply, đầu phát nhạc, phụ kiện, dây dẫn, kết nối đi kèm theo. Theo kinh nghiệm của khá nhiều các bậc thầy về setup âm thanh nghe nhạc thì cũng có một công thức khá là hoàn hảo cho việc lựa chọn các thiết bị bộ dàn nghe nhạc như sau. Loa đầu tư khoảng 40%, âm ply đầu tư 25%, nguồn phát nhạc như CD hay DAC đầu tư khoảng 20%, phụ kiện đi kèm theo đầu tư 15%. Đây là mức phân bổ ngân sách đạt hiệu quả cao nhất. Và để lựa chọn những thiết bị nghe nhạc phù hợp nhất thì yêu cầu đầu tiên của bạn phải xác định cái không gian nghe nhạc bao nhiêu mét vuông để từ đó có thể lựa chọn được cái cặp loa phù hợp với diện tích phòng. Loa phải có công suất vừa đủ, không quá lớn cũng không quá nhỏ, sao cho âm thanh sẽ phát huy được tối đa nhất. Khi đã lựa chọn được có đôi loa thì sẽ lựa chọn tiếp âm ly tương thích với đôi loa. Loa có công suất 20W đến 100W thì có thể âm ply sẽ là 70W. Một chiếc âm ply cùng độ nhạy, trở kháng hay công suất phù hợp với bộ loa mới có thể phát huy công suất của loa. Thứ ba là đầu phát. Hiện nay trên thị trường có hai nguồn, đó là nguồn CD player phát đĩa CD. Nguồn thứ hai là nguồn DAC giải mã file nhạc từ máy tính ở định dạng cao, và đây là xu hướng của tương lai với giá thành rẻ, khả năng lưu trữ lớn hơn. Phụ kiện của loa cũng góp phần để đảm bảo tính truyền dẫn, dòng điện sạch, phát huy tối đa năng lực hệ thống. Nếu bạn cũng đang có ý định mua dàn âm thanh nghe nhạc cho gia đình mình, thì Đức Anh sẽ mang tới cho bạn một dàn âm thanh ưng ý nhất, phù hợp nhất với mức đầu tư cũng như không gian nghe nhạc trong gia đình. Bộ dàn bao gồm những thiết bị như loa Jamo C95, âm ply DeLong PMA520AE. Loa Jamo C95 là dòng loa đứng, thiết kế khá sang trọng và tinh tế với cấu tạo loa gồm hai đường tiếng, trong đó có một loa chép, hai loa bát. Âm ply được trang bị công suất âm thanh với 70W trên một kênh ở chế độ 4 ohm, 45W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Với mức công suất này đảm bảo cho sự hoạt động ổn định cao cho nguồn điện cũng như mang lại chất lượng âm thanh đầu ra một cách tốt nhất. Loa Jamo C95 kết hợp với âm ply DeLong PMA520AE là một sự kết hợp hoàn hảo cho không gian phòng gia đình, chung cư cao cấp từ 10 cho đến 20 mét vuông, vừa xinh lại vừa sang. Chúng mình ngày đó quen nhau vương chút tình trên tóc mây, đôi mắt thơ ngây, hoa nắng ươm đầy, đẹp tựa như lá me bay nên tình anh chót vây. Ngày đó yêu nhau chúng ta thường qua lối này, từng lá me bay vương gót hài hoa. Điều tuyệt vời nhất đó chính là giá thành của sản phẩm được giảm giá với mức ưu đãi lớn nhất nhân dịp khai trương showroom âm thanh thứ 9 tại thành phố Cần Thơ, chỉ còn 18.677.000 đồng. Vậy còn chần chờ gì nữa, nếu bạn yêu thích sản phẩm này hãy đặt mua ngay để được giá tốt nhất. Chúng tôi có đính kèm theo đường link chi tiết về dàn nghe nhạc cao cấp này trong phần mô tả bên dưới video để các bạn có thể tiện theo dõi sản phẩm này cùng rất nhiều bộ dàn nghe nhạc đẳng cấp khác nữa. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video này. Nếu có bất kỳ câu hỏi về sản phẩm, đừng ngần ngại hãy comment bên dưới video hay gọi điện ngay đến tổng đài 1900 0255 để được chúng tôi tư vấn miễn phí tất cả những băn khoăn của bạn. Đặc biệt, bạn đừng quên nhấn nút like cũng như nhấn đăng ký theo dõi kênh YouTube của Bảo Châu Elec và ấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất trên kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục?
Bảo Châu Alex sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!